Phật bảo, này thiện hiện, ý ông thế nào? Chẳng lẽ ông cho là Phật thật có đắc bồ đề sao? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn không. Vì sao? Vì Phật tức là bồ đề tức là Phật. Không nên nói Phật thật có đắc bồ đề. Phật bảo, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy. Nhưng theo điều ông hỏi, phải chăng Đại Bồ Tát đã đắc đạo bồ đề, thì cũng đắc đạo bồ đề. Này thiện hiện, các Đại Bồ Tát tu đạo bồ đề chưa được viên mãn, thì vì sao nói đã đắc bồ đề? Này thiện hiện, nên biết các Đại Bồ Tát nếu đã viên mãn bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, nếu đã viên mãn pháp nội không cho đến pháp vô tình tự tính không, nếu đã viên mãn chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nếu đã viên mãn thánh đế khổ tập diệt đạo, nếu đã viên mãn bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, nếu đã viên mãn bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nếu đã viên mãn tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, nếu đã viên mãn pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, nếu đã viên mãn cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, nếu đã viên mãn tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, nếu đã viên mãn năm loại mắt, sáu phép thần thông, nếu đã viên mãn mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nếu đã viên mãn 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, nếu đã viên mãn pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, nếu đã viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nếu đã viên mãn vô lượng vô biên các Phật pháp khác, từ đây không gián đoạn, thì trong một sát na định kim cương dụ tương ưng với diệu tuệ, vĩnh viễn đoạn trừ tất cả hai chướng ngại tập khí tương tục thô trọng, mà chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đó mới gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác, với tất cả pháp đều được đại tự tại, cho đến tận đời vị Lai luôn làm lợi ích cho hữu tình. Bây giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát Trang Nghiêm thanh tịnh gọi Phật như thế nào? Phật dạy, này thiện hiện, chư Đại Bồ Tát từ mới phát tâm cho đến đời vị Lai luôn làm thanh tịnh ba nghiệp thô trọng thuộc về thân khẩu ý của mình, và làm thanh tịnh ba nghiệp thô trọng ấy cho người thì có thể trang nghiêm ở cõi Phật. Cụ thọ thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, thế nào là ba nghiệp thô trọng thuộc thân khẩu ý của Đại Bồ Tát? Phật dạy, này thiện hiện, nếu sát hại sanh mạng, không cho mà lấy và dục tà hạnh, đó là thô trọng thuộc về thân. Nếu nói lời hư dối, lời ly gián, lời hung ác, lời tạp uế, đó là sự thô trọng thuộc về khẩu. Nếu tham muốn, sân hận, tà kiến, đó là sự thô trọng thuộc về ý. Lại nữa, này thiện hiện, giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của Đại Bồ Tát mà không thanh tịnh thì cũng gọi là thô trọng. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát có tâm san tham, tâm phạm giới, tâm tức giận, tâm biếng nhác, tâm tán loạn, tâm ác tuệ, lại cũng gọi là thô trọng.